Trước đó vào chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã chủ trì phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Theo báo cáo Ban chỉ đạo, các dự án thành phần 1, dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và dự án thành phần 3, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đã được tỉnh động thổ triển khai vào ngày 18 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, hiện nay quá trình triển khai thực hiện vẫn gặp một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn đất đắp phục vụ thi công. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, nguồn đất đắp phục vụ thi công các dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cũng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư phối hợp rà soát tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo hướng cuốn chiếu, phân đoạn nào hoàn tất phân đoạn đó.